Ôi cha, gà thấy đã chưa? Gà vàng á, có rau răm mỡ à. Cái này đỡ ăn bún ăn cháo. Còn đây chả. Không, nhưng mà nó bảo là gì vậy? Ăn xôi á. Chả cá. Rồi, chả cá. Cái nước mắm gừng nè. Ớt và gà đã chưa? Dứt miếng cho bé từ, dứt miếng cho mau lớn. À. Thấy nghe đã chưa? Dùng cái này mà ăn mà chấm ăn không luôn, thôi chấm thử bấm mừng lá cầm ngoài ra chưa? Đã chưa? Cùng biến đi, anh đói bụng rồi. Đức hóng cái đồ luôn ha. Ngon quá. Nó làm mà. Ngon. Mắm chua chua ngọt ngọt. Cắt ăn lá. Đó, ăn gà và thức ăn cái cắn gà với cái đùi thôi. Và ăn xí xương, thịt thì không thích. Chỉ có đùi như cắn gà thôi. Mà ngày không có đầu gà đâu. Cắt hết. Đó đâu gà đâu có đâu. Trời trời trời. Trời. Làm xấu hả? Hả? Có giá đã. Giá chanh chua trâu thôi hàng nhà tông gà dòng đã ôi đang đó phở thấy đã chưa phở gà thì tự tự bỏ vô tự xé bỏ vô người không thức bỏ bỏ chung một lúc còn cái không chấm nước mắm cũng được nè ngon không dạ đã nước ngon á chăng á bơm chi xăng cho đậm đà nữa ngon quá